Kính chào quý vị, chúng ta lại tiếp tục với phần giải thích những cái thắc mắc của tất cả quý vị gửi đến cho bác sĩ Kevin Mai. Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân nói rằng là bệnh nhân đó khi mà đi lên cầu thang, dù là cái cầu thang rất là thấp, chỉ như tầng 1 hoặc là một vài bước cầu thang thôi, thì người đó cũng vẫn bị mệt. Thì người đó hỏi bác sĩ thì những cái triệu chứng mà đi lên cầu thang bị mệt như vậy có phải là triệu chứng của một cái bệnh đau tim hay không? Vâng. Rồi quý vị, các quý vị ở đây ai lên cầu thang bị mệt? Những cái bệnh nhân cao niên, tôi chuyên về cao niên đều mệt hết nha quý vị. Thì đó là có thể thôi, tôi nhấn mạnh chỉ có thể chứ không phải 100%. Thì đó là một trong những cái triệu chứng có thể liên hệ tới tim. Có vài cái trường hợp như thế này không phải là tim gì hết. Thứ nhất là làm biếng tập thể dục. Khi mà chúng ta làm biếng tập thể dục ít năng động rồi, chúng ta mà chạy nhanh một chút, lên cầu thang một chút là chúng ta thở hổn hển. Những người ít có làm việc đó quý vị, nằm một chỗ nó gọi là giống như cái quả củ khoai lang đó, chỉ qua tivi chờ tới giờ ăn cơm thôi. Thì những bệnh anh này là rất là nguy hiểm, rất là dễ mệt, dù có trẻ đi nữa cũng leo lên cầu thang cũng mệt, một tầng thôi cũng mệt. Những anh người này á, mà nó khổ một cái nữa là những người này mà các bác sĩ không cẩn thận á, lại gửi qua gặp bác sĩ tim. Thì bác sĩ tim họ làm gì cho những người này? Họ thấy mệt lên cầu thang họ bỏ lên treadmill. Thì chạy có 3 phút là phải dừng, tức là fail, không có pass cái treadmill. Rồi bước kế tiếp phải đem vô bệnh viện làm chuyện khác, xoay tim hay là làm nuclear đồ phức tạp hơn. Cho nên những cái người mà tới đây khám bác sĩ thì tôi phải phân loại anh này là do là thiếu tập thể dục thôi, có lẽ không có tim gì đâu, cho anh về tập đi bộ trước, đi bộ 5 phút rồi sau đó 10 phút như thế nào. Nếu mà anh tập như vậy không được nữa thì phải gửi qua bác sĩ tim, nhưng mà cho anh cơ hội để mà anh tập nhẹ nhàng tình cảm trước. Chứ không gửi đi thức nào anh cũng thất bại, đúng không? Rồi trâu lành thành trâu què, đem vô không biết chuyện gì rồi cuối cùng là một hồi bác sĩ về nói không sao hết, mạch nó trơn tru, nhưng mà anh này thiếu tập thể dục thôi. Thì tôi không muốn chuyện đó xảy ra quý vị. Thứ hai nữa, có một số quý vị bị xuyễn, quý vị cũng biết rồi, có gốc xuyễn hay là bệnh phổi đi, chúng ta đi làm gì mệt nó cũng mệt. Những cái em bé luôn nữa cũng vậy, các em bé mà chạy bệnh xuyễn đó, em chạy là em ho sụ sụ liền, rất là khó thở, quái mửa luôn quý vị. Rồi thứ ba nữa là leo lên cầu thang mệt là quý vị có thể là mắt có ngủ bữa đó nha. Người nó không khỏe, nó bị bệnh, nó bị cảm, thì chúng ta phải gặp bác sĩ để bác sĩ có thể rule out hoặc là rule in, coi thử nó giống như thế nào, phải nghe tim phổi khám trước rồi mới đi viết rác, rồi mới kết luận quý vị có bị bệnh tim hay không. Nha quý vị, trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn, có thể là nguy cơ bệnh tim hay không? Yes, có thể. Làm sao biết có thể hay là không thể thì cần các gặp bác sĩ gia đình. Nha quý vị, rồi bác sĩ gia đình sẽ giải thích cho quý vị. Câu hỏi thứ hai là của một bệnh nhân hỏi, tôi bị sạn thận thì trong cái việc ăn uống tôi có phải kiêng cữ thức ăn gì không? Và nếu được ăn thì tôi có được ăn những cái thức ăn mà giàu canxi hay không? Cái câu này tôi trả lời vừa đây thôi, bây giờ có người phải hỏi lại lần nữa thì tôi phải đem lên để trả lời cho quý vị. Tại vì rất nhiều quý vị ở ngoài đây đi siêu âm vô tình thấy sạn thận nhỏ xíu, có người bự, có người bị sạn thận. Quý vị biết sạn thận là đau khổ lắm, đau còn hơn đau đẻ nữa. Có nhiều ông rây như vậy, tôi hỏi anh có bây giờ đau đẻ không? Không, nhưng người ta than như vậy. Đau đẻ tức là đau không có chích thuốc tê nha quý vị. Đau sạn thận người ta ngắt xỉu luôn. Từ vì cái viên sạn thận nó nhọn sắc, nó cứa vào cái đường tiết niệu, chảy máu ào ạt và đau lắm. Nó đau từ sau lưng, nó chạy buốt xuống cái phần bộ phận phun sinh dục. Cả nam cả nữ đều có thể bị cái trường hợp này. Tuy nhiên những viên sạn nhỏ xíu xíu tí ti thì nó thường không có đau, không có triệu chứng gì hết. Và lần trước tôi có nói như thế này là có một số quý vị lại khi nghe sạn thận cái ngừng uống calcium mặc dù bị rỗng xương. Tại vì có lý quá, sạn thận là do đâu? Do calcium kết tinh với oxalate, canxi đó, nó kết tinh với oxalate, nó tụ lại trong nước tiểu của chúng ta, nó thành viên sạn. Vậy thì chúng ta mà ăn bớt calcium đi thì có lẽ nó ít tụ. Cái câu này có lẽ nó có một chút xíu đúng,
Nhưng mà sao bác sĩ lại khuyên là không nên? Thứ nhất, quý vị đại rỗng xương, quý vị cần calcium chứ không gãy xương. À, máu chúng ta nó vẫn lấy calcium từ xương ra, nó không chịu thiếu đâu quý vị. Trong máu mà thiếu chút nào là nó lấy từ xương ra. Lấy từ xương ra thì xương chúng ta bị xót xương, rỗng xương. Cho nên chúng ta phải bù bổ cho cái máu đủ calcium chứ không nó lấy từ xương quý vị ra. Quý vị khổ, nó nặng hơn. Thứ hai nữa, quý vị biết là calcium quý vị ăn từ thức ăn, nhất là broccoli hay là sữa hay dai gớt đó, nó vô trong bao tử. Trước khi nó vào máu quý vị thì nó đụng có một anh chắc là oxalate. Quý vị nhớ tôi vừa nói anh oxalate là anh bám dưới làm sẵn thẳng không? Nó bám ảnh trên này rồi, nó không cho anh hấp thụ lên nữa. Cho nên anh ở dưới này không có oxalate cũng không thành sẵn thẳng. Đó là lý do là chúng ta ăn nhiều chắc có calcium lại đỡ sẵn thẳng. Tức là nó bám phía trên rồi, nó bám oxalate phía trên rồi, nó không cho bám ở dưới nữa. Cho nên quý vị có thể ăn broccoli, uống sữa, ăn yogurt để giảm sẵn thẳng, vậy mới hay chứ quý vị. Đấy, và có một số quý vị nói vitamin C quý vị, nghe nói có người nói là giảm sẵn thẳng, có người lại nói là làm tăng sẵn thẳng. Thì ý kiến bác sĩ như thế nào? Tôi mỗi ngày tôi chơi luôn 2-3 viên từ 1.000 tới 2.000 vitamin C. Quý vị nên biết rằng là càng nhiều vitamin C thì càng dễ bị sẵn thẳng. Cho nên quý vị giữ dưới 500. 500 thì không có càng hình. Nhưng mà có một cái điều ngược lại là quý vị uống nước cam, nước chanh, nước quýt, nó là giảm sẵn thẳng. Ủa lạ. Nước cam, nước quýt nó có một cái chất khác, nó gọi là citric. Cái chất này nó làm calcium nó tan, hòa tan trong nước tiểu. Cái cục sạn đó nó đụng citric nó sẽ tan ra từ từ, nó làm giảm. Cho nên quý vị ăn vitamin C mà uống bổ sung lại không tốt, mà quý vị lại uống nước cam, nước chanh, nó lại giúp cho cái sẵn thẳng hơn. Tại vì nó có cái chất khác nó gọi là citric, nó làm nó làm calcium oxalate thì nó thành viên đá, còn calcium citrate thì nó làm tan ra. Nó mình tiểu ra được cách dễ dàng. Đấy là quý vị nào bị sẵn thẳng vẫn nên ăn uống những nhiều chất có calcium, có supplement cũng được mà giữ một trong hai viên thôi. Quý vị mà dùng calcium nhiều quá thì như thế nào quý vị? Dù nó bám ở đâu nó cũng bám hết. Mỗi ngày mà chúng ta uống nửa lon calcium bổ sung thì nó bám lung tung hết quý vị, chứ không phải sạn đâu, nó bám vô tim, vô phổi rồi chúng ta nó làm vôi hóa nhiều thành phần. Cho nên hỏi bác sĩ sẽ đề nghị cho quý vị một hoặc hai viên, hỏi bác sĩ gia đình ngân quay tì và tiền nữ rỗng xương càng phải cần bổ sung vitamin D và calcium. Có vài người nói là ồ tôi uống vitamin được không quý vị, không cần uống calcium. Hoặc là chích Prolia rồi, Prolia quý vị 6 tháng chích một lần để cho rỗng xương, có cần phải uống calcium vitamin D không? Quý vị nên nhớ rằng Prolia, tôi ví dụ như quý vị là một cái người xây nhà, quý vị xây nhà, quý vị biết không, xây nhà cần người thợ đúng không? Nhưng mà người thợ quý vị là ông cho vôi, không cho xi măng, làm sao người ta xây? Hoặc là thiếu vôi, thiếu xi măng, người ta xây nửa chừng người ta bỏ, xây không đủ. Cho nên quý vị phải cần calcium và vitamin D. Vitamin D là người chuyên chở calcium để làm cho nó cứng xương nha quý vị. Đấy là cái vấn đề. Rồi một câu hỏi của rất là nhiều người cùng hỏi một ý, có nghĩa là thưa bác sĩ, rối loạn tiền đình là gì, nó có phải là triệu chứng của sốt hoặc là đột quỵ hay không? Nó có thể là triệu chứng của sốt và đột quỵ. Quý vị biết rối loạn tiền đình, hồi kia tôi lúng túng cái từ Việt Nam này lắm. Việt Nam. Từ về tiền đình tôi nghĩ lần trước đây, cuối cùng truy từ điển ra thì họ nói là tiền đình là cái ốc tai hai bên mang tai này, nó gọi là tiền đình, bị rối loạn cái dây thần kinh địa vị, cái viên đá nhỏ ốc lỗ tai chứ không phải trong não. Cho nên hầu hết là không phải là do bị stroke. Những người tối loạn tiền đình là những người mà tinh tú quay cuồng đó, giống như vài phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng đó quý vị. Thì lắc đầu cái là giống như động đất á, nó xoài quý vị, chắc là lớn không ít thì nhiều đã từng có những cái cảm giác rối loạn tiền đình, nó nhiều lắm. Ngày nào tôi cũng gặp ít nhất 2-3 người về rối loạn tiền đình rồi. Tôi thường làm những cái exam rất là nhanh, quý vị có thể làm ở nhà để biết mình có bị đột quỵ hay không.
cười một cái, nói một cái, cười có duyên, mặt không bị méo, nói không bị ngọng nghịu, đúng không? Rồi tay giơ ra không bị liệt, đúng không? Ừ. Với mỗi tay, tay gấp, một tay cao dày là có chuyện, đúng không? Ừ. Rồi đá hai chân, hai chân mà đá ngon lành, đi vài bước thấy ngon lành thì không phải là thường là rối loạn tiền đình, thường nó trong chóng, nó xoay tròn như quý vị. Và đó là cái test chúng ta biết, mà chúng ta làm những cái động tác này mà không xong á là chúng ta phải gọi 911. À, nó tính ra thì cứ 25 người bị rối loạn tiền đình thì có một người bị đột quỵ, đó là triệu chứng của đột quỵ. Mà thường là đột quỵ tiểu não, tức là người ta đi chân nọ đá chân kia, đi siêu và thường ngã qua một bên, quý vị. Những người đột quỵ mà bị tai biến mạch máu não á, còn những cái người kia họ nói bác sĩ tôi ngồi dài nè, tôi lắc đầu một cái là nó lung, lắc đầu một cái là nó xoay, hay là tôi đằng nằm tôi nghiêng một cái là tôi thấy rung rinh liền. Đấy, đấy là cái sự rối loạn nhẹ nhàng, rối loạn tình cảm. Và cái thuốc mà chữa nhiều nhất vẫn là Maclagen, hoặc là tôi đi tới tôi truyền nước biển cho quý vị, quý vị cũng đỡ để phải chóng mặt, quý vị. B-Complex, B1, B2, B3, B5, B6, B12, magnesium vào, zinc vào, chút copper vào, khỏe ra, ngon lành. Đôi khi có vài quý vị bị viêm nặng hơn cái lỗ tai trong, rối loạn tiền đình, thì tôi phải dùng những cái thuốc đặc trị, giống như là thuốc Valium, Diazepam uống trước khi ngủ. Nhưng mà cái thuốc này là thuốc nó gây ngủ nữa quý vị, nên khó chịu như vậy. Rồi các quý vị còn hỏi tôi có bài tập này để chống rối loạn tiền đình, có quý vị. Thật sự bài tập nó còn tốt hơn uống thuốc. Uống thuốc nó chỉ làm cho quý vị buồn ngủ, đi ngủ, rồi nó chờ quý vị ngủ á, nó set up lại cái hệ thống rối loạn tiền đình của quý vị. Còn cái bài tập này chính thức nó sẽ điều chỉnh lúc quý vị còn thức, để cho cái định vị của quý vị nó hoạt động trở lại. Thì quý vị muốn cái bài tập này thì gặp tôi. Tôi có cái handout, tôi in ra một cọc vậy, nó nhiều lắm, nhiều quý vị cần á, tôi gửi cho quý vị. Quý vị về tập, bài tập rất là dễ để có thể giúp lại, không phải 100% nhưng 80-90% thành công quý vị. Và lại lần nữa thời gian đã hết, xin chị Lệ có lời tạm biệt cùng quý vị. Thôi thì bây giờ nó đã cuối giờ rồi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và xin quý vị hãy theo dõi thường xuyên chương trình Y khoa phục vụ đời sống của bác sĩ Kevin Mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành 45 phút hầu chuyện cùng tôi. Và cũng một lần nữa hy vọng những tin tức tôi nói hôm nay giúp ích cho quý vị để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cho người thân và gia đình, nhiều lúc là bảo vệ hạnh phúc luôn. Đúng rồi, vâng, quý có vị, sức khỏe thì mới có hạnh phúc mà. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Rồi, xin tạm biệt quý vị.